Thưa quý vị, một số hộ dân ở khu vực tổ 3 ấp Kim Giao, thị trấn Ngài Giao gửi đơn đến chương trình hộp thư truyền hình phản ánh một hộ dân chăn nuôi bò trong khu dân cư, gây mùi hôi và ô nhiễm môi trường. Phóng viên chương trình đã đi tìm hiểu vụ việc. Hộ mà người dân phản ánh là hộ ông Trần Thanh Bình ở tổ 3 ấp Kim Giao, thị trấn Ngài Giao, quyền Châu Đức. Theo phản ánh của người dân, hơn một tháng qua, mùi hôi và nước thải phát sinh từ hoạt động chăn nuôi bò của gia đình ông ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của các hộ dân xung quanh. Phóng viên và cán bộ địa phương đến khu vực chăn nuôi của ông Bình và ghi nhận đúng như người dân phản ánh. Chuồng trại chăn nuôi của ông Bình được xây dựng tạm bỡ, chất thải của bò chỉ được thu gom và tập trung lộ thiên, nên việc phát sinh mùi hôi là không tránh khỏi. Ông Bình cho biết, ông chăn nuôi bò khoảng 3 năm nay. Đây là nguồn sinh kế chính của gia đình ông, Nguyên nhân bùi hồi phát tán hơn một tháng qua là do ông mua thêm vài con bò của một hộ dân lân cận, nên số lượng bò của ông tăng lên 9 con. Việc thu gom chất thải, ông Bình cho biết, lâu nay ông vẫn thực hiện tập trung chất thải bò lại một điểm, chờ khô rồi xử lý. Đại diện chính quyền địa phương nhắc nhở ông Bình trong việc đảm bảo vệ sinh chuồng trại, xử lý chất thải theo quy định, đồng thời hứa sẽ hỗ trợ ông xây dựng hầm bioga để hạn chế mùi hôi phát sinh ra môi trường. Rồi, tiến tới đây thì bên địa phương cũng hỗ trợ cho chú ở đây xây cái xây dựng cái hầm bioga để xử lý cái nước thải để giảm cái tải cái mùa, ô nhiễm môi trường trong khu dân cư. Thôi nói chung là có một đôi đu bò ít nhiều ảnh hưởng ba con về vấn đề môi trường. Tiến tới đây tôi sẽ làm bioga.